Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Stalingrad được xem là trận đánh có thương vong cao nhất trong Thế chiến 2 và trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến này, Hồng quân Liên Xô đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giữ vững thành phố trước sức mạnh hủy diệt khổng lồ của quân phát xít. Người ta nói thời thế tạo anh hùng, cũng trong chính cái chiến trường khốc liệt này, một trong những biểu tượng cho lòng dũng cảm và kiên cường của Liên Xô đã ra đời. Trong đó, căn nhà của Pavlov được xem là một trong những kỷ lục chưa từng có trong tiền lệ. Thay vì kể ra những con số thương vong, chiến tích này được gói gọn trong câu nói nổi tiếng của quân Đức: căn nhà này đã khiến chúng ta chịu thương vong còn lớn hơn việc chiếm cả thành phố Paris. Đất mẹ rộng lớn nhưng chúng ta quyết không lùi. Ngày 28 tháng 6 năm 1942, hàng ngàn chiếc máy bay thuộc không quân Luftwaffe được huy động để mở chiến dịch Blau tấn công xuống miền Nam Liên Xô. Đây chính là giai đoạn bản lề cho trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, diễn ra gần 2 tháng sau đó tại Stalingrad. Quân Đức sau khi bị thấm những đòn choáng váng sau trận phản công chiến lược tại Moscow đã tỉnh táo và củng cố lại lực lượng của mình. Mặt khác thì Liên Xô dù đã đẩy lùi được quân Đức ra xa khỏi cửa ngõ thủ đô, thế nhưng cũng đã phải hứng chịu thương vong khủng khiếp và tiềm lực huy động được thì vẫn chưa cân bằng được với phía quân Đức. Hồng quân Liên Xô nhận ra rằng họ đang chịu một sức ép nghiêm trọng về thời gian và nhân lực, vật lực. Vì vậy, tất cả những ai có thể cầm súng chiến đấu được đều được điều tới bảo vệ Tổ quốc. Và thời điểm này, khả năng tác chiến cơ động cao của Hồng quân vẫn còn kém xa so với quân Đức. Tuy nhiên, việc chiến đấu trong thành phố thì đã giúp giảm nhiều những thiệt thòi cho Hồng quân, vì nơi đây là địa bàn của việc giao tranh bằng vũ khí cầm tay của bộ binh chiếm ưu thế, chứ không phải là nơi dành cho giao chiến giữa các lực lượng tăng thiết giáp. Ngay từ thời điểm những con trinh sát đầu tiên tiến xuống phía Nam, Liên Xô đã xác định được mục tiêu của quân Đức chắc chắn là thành phố Stalingrad, nên họ đã nhanh chóng chuyển toàn bộ số lương thực, gia súc và các đầu máy, toa xe lửa của thành phố Stalingrad sang bờ bên kia sông Volga để những thứ này không lọt vào tay phát xít Đức. Tuy nhiên, việc này đã khiến thành phố lâm vào tình trạng thiếu lương thực ngay từ trước khi quân Đức tấn công. Stalingrad cũng đã dần chuyển mình từ thành phố hoa lệ sang một pháo đài khổng lồ, trở thành sàn đấu cho hai tay đấm hạng nặng khi đó. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thành phố và chặn đứng tư tưởng muốn rút lui của một số binh sĩ, Stalin đã ban hành mệnh lệnh số 227 vào ngày 27 tháng 7 năm 1942, quy định những binh sĩ và sĩ quan nào tự ý bỏ đi khỏi đơn vị mà không có mệnh lệnh văn bản đều sẽ bị đưa ra tòa án binh. Các công tác đảng, chính trị được tiến hành tại chiến hào để nâng cao tinh thần binh sĩ. Mặt khác, thì biện pháp kỷ luật khắc khe nhất được thi hành. Điều này đã chứng tỏ sự hiệu quả của mình trong việc nâng cao tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ Hồng quân. Họ hiểu rằng bên kia bờ sông chính là gia đình, là Tổ quốc và là một phần linh hồn của chính họ. Và họ phải chiến đấu để bảo vệ lấy những gì quý giá nhất của mình. Đất mẹ rộng lớn nhưng không lùi một phần là khẩu hiệu đã thấm nhuần vào từng tế bào của những người lính, biến họ trở thành những chiến binh không còn khái niệm sợ hãi. Trước sức kháng cự kiên cường của Hồng quân, người Đức đã chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề khi tiến sâu vào nội đô của Stalingrad. Trong trận đánh phòng thủ Stalingrad, nổi bật nhất là tập đoàn quân số 62 của tư lệnh kiêm trung tướng Chuikov. Đơn vị này đã kiên trì bám trụ trong thành phố, bảo vệ từng tấc đất, từng căn nhà, thực sự theo đúng khẩu hiệu là không lùi một bước. Chiến sự bùng nổ ác liệt bên trong thành phố, từng đống đổ nát, từng con đường, từng nhà máy, từng công xưởng, nhà kho, từng lầu gác đều phải đánh nhau đẫm máu, giành đi giật lại tới nhiều lần. Ngay cả các cống rãnh cũng là một chiến địa ác liệt, nơi các binh sĩ quần nhau trong một mê hồn trận, gồm những đường ống cống chẳng chịt như mê cung. Trong một mớ bòng bong như vậy, tất cả các quy tắc của một trận đánh quy ước đều bị phá vỡ. Lối tấn công quen thuộc của người Đức đó là huy động một lực lượng lớn các binh đoàn cơ động, hỗ trợ bởi tăng thiết giáp, bị thay thế bởi các trận đấu súng không kém phần ác liệt giữa các nhóm nhỏ binh sĩ với những đống gạch vụn ngổn ngang của những ngôi nhà, các tòa nhà công sở, tầng hầm và những tòa nhà nhiều tầng. Một số tòa nhà cao tầng bị không quân Đức ném bom tơi tả, trở thành nơi xảy ra các trận giao chiến ác liệt kéo từ tầng này qua tầng khác. Quân phát xít Đức và Hồng quân Xô Viết gần như trú đóng trong các tầng xen kẽ nhau và họ bắn nhau qua các lỗ thủng trên sàn và trần nhà. Quân dân Liên Xô đang đánh đổi mọi thứ để giữ vững từng mét đất Tổ quốc và khiến quân Đức phải trả giá đắt cho từng bước chân giày xéo lên vùng đất này. Và cũng trong trận chiến này, những điển tích chiến tranh về lòng dũng cảm và sự can đảm đã ra đời.
ngoài ngọn giáo thiêng Vasily Grigorievich Zhezhev, vị xạ thủ đã chôn vùi 300 lính Đức, còn có một nơi được xem là pháo đài bất tử, là biểu tượng cho sự tàn khốc, đó là ngôi nhà Pavlov, nơi đã khiến quân Đức phải gặp thương vong còn khủng khiếp hơn cả khi chiếm thành phố Paris. Pháo đài Hồng Quân. Ngôi nhà Pavlov là di tích một căn nhà 4 tầng tại số 39 phố Sovetskaya, Volgograd. Tại đây, trong trận Stalingrad, một nhóm binh sĩ Liên Xô dưới sự chỉ huy của thượng úy Afanasyev và sau đó là thượng sĩ Pavlov đã phòng thủ kiên cường gần như đơn độc trước sự tấn công của quân Đức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11 năm 1942, trước khi họ được giải nguy bởi một cuộc phản công của Hồng Quân. Nguyên, đây là nơi mà quân Đức không tiếc quân để chiếm được căn nhà này vì nó là một căn nhà 4 tầng ngay giữa trung tâm thành phố Stalingrad. Nó nằm trong một khu hành chính quan trọng, xung quanh là các tòa nhà thông tin, trụ sở của NKVD, tức Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, tiền thân của GRU. Căn nhà này nhìn thẳng sang quảng trường 11 tháng 9 và nằm song song với sông Volga. Nó có tầm nhìn thoáng đãng trong vòng 1 km về cả hướng Bắc, hướng Nam và hướng Tây. Một vị trí mà về sau đóng vai trò quan trọng trong trận Stalingrad. Và cũng tại đây, một trong những kỳ tích khó tin nhất đã xảy ra. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1942, một tiểu đội chỉ gồm có 4 binh sĩ Hồng Quân thuộc một trung đội do thượng sĩ Yakov Pavlov chỉ huy đã vào đóng quân trong nhà nhằm chiếm giữ vị trí có lợi để chống lại cuộc tấn công của người Đức. Đến ngày thứ 3, phần còn lại của trung đội đến tăng viện với 25 binh sĩ, có cả súng máy và súng chống tăng. Trung sĩ Pavlov nắm quyền chỉ huy trung đội trinh sát. Sau khi tất cả sĩ quan trong đơn vị lần lượt hy sinh trong chiến đấu, đơn vị 30 người của ông được giao nhiệm vụ đánh chiếm và giữ vững căn nhà 4 tầng ở sông Volga do lính Đức chiếm giữ. Với câu khẩu hiệu đã thấm nhuần trong từng tế bào cơ thể, đất mẹ rộng lớn nhưng không lùi một phần, Pavlov đã cùng với đồng đội của mình tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Việc đầu tiên mà ông ta làm đó là biến một căn hộ bình thường thành một pháo đài theo đúng nghĩa đen. Ông cho gia cố tòa nhà bằng 4 lớp hàng rào thép gai mìn, thiết lập các ụ súng máy ở tầng hầm và trên mái nhà. Tường bên trong được đục thủng để tăng cường khả năng liên lạc. Một hào giao thông trở thành tuyến đường kết nối với lực lượng bên ngoài. Ông cũng bố trí một súng chống tăng PTRS-41 trên nóc nhà để phục kích các xe tăng Đức, vốn có lớp giáp mỏng ở phía trên và không thể nhấc cao nòng pháo bắn vào các xạ thủ. Chiến thuật này đặc biệt hiệu quả khi các xe tăng của Đức đến gần ngôi nhà trong vòng 25m, biến căn nhà này thành cái không thể cắt bỏ với quân Đức. Chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, khi mà không quân và pháo binh của đối phương quá khủng khiếp, việc chuẩn bị tinh thần cho cả chết là điều quá bình thường. Ngay cả với những con người còn cả cuộc đời phía trước như Pavlov và các đồng đội, thì khi cuộc chiến diễn ra, tất cả họ mới chỉ bước qua tuổi 20 một chút. Nhưng nếu ai cũng tiếc như vậy, thì đâu còn tổ quốc. Pavlov và đồng đội của ông không sợ, quân dân Liên Xô cũng không sợ, vì nếu sợ thì đâu có thể tạo nên những anh hùng. Ngày 27 tháng 9 năm 1942, quân đội Đức bắt đầu tấn công dữ dội nhằm nhổ bật mọi góc kháng cự của Hồng quân Liên Xô. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Quân Đức tấn công liên tục tòa nhà nhiều lần trong ngày nhằm xuyên thủng vị trí phòng thủ lợi hại này. Tuy nhiên, mỗi lần mà bộ binh của Đức với sự hỗ trợ của xe tăng cố gắng vượt qua quảng trường để tấn công, thậm chí có đôi lúc đã tiến được vào tầng trệt của tòa nhà, thế nhưng đều bị hỏa lực cực mạnh của các binh sĩ Hồng quân từ cả 4 tầng của tòa nhà đánh bật trở lại. Với chiến thuật dùng súng chống tăng hợp lý, đã có khoảng 10 xe tăng bị trung đội của Pavlov quật ngã. Không thể tấn công phủ đầu để giải quyết nhanh chóng, quân Đức bắt đầu thay đổi từ tấn công theo kiểu sóng thần sang sóng liên hồi. Hàng loạt các đợt tấn công diễn ra liên tục và dồn dập với hỏa lực áp đảo của xe tăng, nhằm khiến đội quân bên trong không bị nghiền nát thì cũng bị kiệt quệ dần. Các đợt tấn công diễn ra theo cả ngày, cả đêm, chỉ cách nhau có vài tiếng đồng hồ, khiến tình hình căng như dây đàn. Với sự ám ảnh đến tột độ, chiến thuật dùng mìn và PTRS-41 đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Khi mà các xe tăng của Đức phải luôn di chuyển cách tòa nhà 25m nếu không muốn bị thành sắt vụn, điều này đã khiến những đợt tấn công bằng bộ binh đơn lẻ của quân Đức trở nên kém hiệu quả và bị Hồng quân làm chặn đứng qua các ụ trầu mày. Tuy vậy, lực lượng phòng thủ không phải không có những khó khăn. Trước sự tấn công ác liệt, trung đội của Pavlov vốn ít ỏi với chỉ 30 người lại ngày càng hao hụt hơn. Mặc dù hầu như không được tăng viện về người,
nhưng nguồn tiếp vận thì vẫn được cố gắng duy trì qua tuyến giao thông Hào và thuyền qua sông Volga, bất chấp sự oanh tạc của máy bay và pháo binh của Đức. Tuy vậy thì lương thực, đặc biệt là nước uống vẫn rất khan hiếm. Thiếu giường, các binh sĩ đã cố gắng ngủ trên các tấm len rách để chống lại cái lạnh của mùa đông và cái nóng của lửa đạn. Tất cả những sự đau đớn kinh khủng nhất về cả thể xác và tinh thần như đang tra tấn những người lính ở đây từng giây từng phút, tưởng chừng như một vòng lặp vô tận, không còn khái niệm thời gian. Thế nhưng họ vẫn không nao núng, vì nao núng thì không thành huyền thoại. Số thương vong của quân Đức bắt đầu tăng một cách không thể thống kê nổi sau mỗi lần tổ chức tấn công vào đây. Sau một vài cuộc tấn công, xác của lính Đức bắt đầu chất đống trước tòa nhà. Trung đội Pavlov đã phải ra ngoài để dọn dẹp giữa các trận đánh, bởi lính Đức đã sử dụng chúng như một lá chắn để tấn công. Càng về sau, việc dọn dẹp các xác chết lại càng trở nên khó khăn và mất thời gian hơn. Các bạn cứ thử tưởng tượng rằng lượng xác chết được chất đống cao tới mức nó có thể cản tầm nhìn trên tầng 3 của một tòa nhà 4 tầng thì thực sự nó kinh khủng tới mức độ nào. Mọi thứ đang dần trở nên thành một cuộc chiến đấu chịu đựng giữa cả hai phe, không có khái niệm đầu hàng hay bắt tù binh. Cuộc chiến này sẽ chỉ chấm dứt khi một trong hai bên chết hết hoặc là phải rút quân. Với tình hình bế tắc trước mắt, quân Đức bắt đầu sử dụng những khẩu pháo hạng nặng tấn công ở nội đô thành phố, trong đó bao gồm cả những khẩu siêu pháo Dora cỡ nòng 800 ly, to tới mức phải được đặt trên một toa xe lửa. Thế nhưng, dường như sau mỗi phát bắn cày xéo tới đất mẹ, những người lính như được tiếp thêm tinh thần để chiến đấu trả thù cho quê hương. Sự căng thẳng không chỉ tới với những người lính mà còn là các tướng lính. Họ đã phải chịu đựng một áp lực vì đang phải gánh trên vai hàng triệu sinh mạng cũng như hàng triệu km vuông của đất quê hương. Mắt của Paulus bắt đầu mắc phải tật máy giật, khiến phần bên trái mặt ông chịu nhiều đau đớn. Còn Chuikov thì bị chàm bội nhiễm, khiến đôi bàn tay của ông ta luôn bị băng bó kín mít. Các binh sĩ của hai phe thì ngày nào cũng phải trải qua những trận cận chiến ác liệt và căng thẳng. Về phía căn nhà của Pavlov, đã hơn một tháng tổ chức tấn công liên tục, nhưng quân Đức thì vẫn bất lực không thể bước chân vào căn nhà này. Phía trung đội của Pavlov cũng đã quá mệt mỏi, đạn dược thì ngày càng ít, lương thực thì hạn chế. Trung đội của ông sau hơn một tháng chỉ còn lại đúng 10 người, tức là đã mất đi 2/3 quân số. Thế nhưng dù chỉ còn có đúng 10 người thì họ vẫn đang chiến đấu kiên cường, chiến đấu thay cho phần của những người đồng đội đã nằm xuống. Trận phòng ngự này đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu bất khuất của ông quân Liên Xô. Quân Đức lúc này sau quá nhiều thương vong đã chuyển sang bao vây lỏng căn nhà. Việc chiếm được một điểm nhìn thuận lợi mà phải hy sinh tới hàng nghìn sinh mạng và hàng chục nghìn người bị thương là quá điên rồ. Đến cuối tháng 10 năm 1942, trung đội của Pavlov cũng bắt đầu kiệt quệ dần. Số đạn dược giờ đây chỉ còn tính bằng từng băng đạn, lựu đạn, mìn thì chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng họ thì vẫn cố gắng bám trụ. Nếu là một người bình thường, trong hoàn cảnh đó, cả chết sẽ là sự giải thoát. Thế nhưng, với những người lính Liên Xô khi đó, họ phải cố mà sống, phải sống để chiến đấu, vì họ còn có cả gia đình, đất nước ở phía sau, cần phải bảo vệ. Và may mắn đã mỉm cười với trung đội của Pavlov khi chiến dịch phản công của Hồng quân Liên Xô đã bắt đầu. Kể từ tháng 11, sau những tháng ngày bị vây lỏng, trung đội của Pavlov đã nhận được sự trợ giúp và phá vây bởi các đơn vị chủ lực phản công. Thế nhưng, cuộc chiến tại căn nhà này thì vẫn còn kéo dài tới tận ngày 25 tháng 11 thì mới kết thúc. Chỉ có 4 người thuộc trung đội ban đầu, trong đó có cả Pavlov là còn sống sót sau chiến dịch bao vây của quân phát xít Đức. Đến khi quân chủ lực vào được căn nhà, họ mới biết tại sao mà trung đội của Pavlov đã chiến đấu không màng sống chết tới vậy. Ở dưới căn hầm của tòa nhà vẫn có hơn 50 dân thường là phụ nữ và trẻ em không kịp di tản khỏi thành phố, đã trốn cả ở đây suốt gần 2 tháng dưới sự bảo vệ của trung đội Pavlov. Những cuộc liều mình vượt ra khỏi hàng rào kẽm gai và mưa bom bão đạn của quân Đức chính là để lấy lương thực ít ỏi về chia cho những người dân thường. Tính ra Pavlov và những người đồng đội của ông đã giữ vững gần 2 tháng một ngôi nhà vốn chỉ được thiết kế để ở. Trước sức tấn công mãnh liệt của quân đội Đức, nó thậm chí còn sống dai dẳng hơn cả phòng tuyến Maginot vô dụng của người Pháp. Sau trận phòng ngự này, Pavlov tiếp tục tham gia trận Berlin và trở về nhà với nhiều huân chương chiến công. Năm 1945, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Sau chiến tranh, nhà của Pavlov được xây dựng lại với một tượng đài trên nền nhà ban đầu.